tử vi về tuần mới, về top 3 con giáp cực kỳ may mắn. Trên thì có Phật Bà, dưới thì có quý nhân chống lưng. Với những con giáp này có đường công danh cực kỳ thuận buồm xuôi gió, tiền lúc nào cũng căng đầy, sự nghiệp thì cực kỳ hanh thông. Trong 3 ngày từ ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, với trong vòng 3 ngày tới đây, tức là từ ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10, thì những con giáp sau đây là những con giáp nhận được rất nhiều cơ hội tốt ở trong công việc. Họ kiếm thêm con đường thu nhập và có cuộc sống sung túc hơn trước đây rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Tý là người rất thông minh và rất ham học. Từ nhỏ họ đã tự lập, luôn luôn nỗ lực vươn lên. Với người tuổi này là người được trời ban một sự may mắn phúc lộc. Dù làm việc gì thì họ cũng luôn được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Với con giáp tuổi này nổi tiếng là con giáp cầu toàn. Họ luôn luôn đặt ra cho mình những yêu cầu cao cho bản thân cũng như là những người mà ở bên cạnh họ. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 3 ngày tới đây, tức là từ ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì với con giáp người tuổi Tý này là con giáp có đường tài vận tăng cao. Họ luôn nhận được nhiều tin vui và gặp rất nhiều những cơ hội kiếm tiền trong công việc. Với người tuổi này là người làm kinh doanh thì với các thương vụ rất thuận lợi, tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ. Không những thế mà con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Với người tuổi này, nếu là người làm công ăn lương thì cũng luôn được cấp trên trọng dụng. Với con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao và rất nhiều tin vui đến khiến cho tinh thần của họ vô cùng phấn chấn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày, ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Mùi. Đối với người tuổi Mùi là con giáp thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Ở trong công việc thì con giáp này là con giáp có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy mà Mùi rất biết nắm bắt những cơ hội may mắn phát triển sự nghiệp. Làm đâu thì gặt hái được đến đó, thu hái bội tiền. Bên cạnh đó thì người tuổi Mùi luôn luôn được quý nhân đưa đường dẫn lối nên tài lộc rất dễ vượng phát. Và theo tử vi cho biết thì trong 3 ngày, tức là ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10, thì người tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu rọi, tìm kiếm được rất nhiều con đường tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay đến cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công, ít có chuyện phiền muộn gây nhiễu. Họ luôn nhận được những cơ hội ở trong công việc và kiếm thêm con đường thu nhập. Với người tuổi này, làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó thì những người làm kinh doanh thì cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều. Với những người còn gặp những khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Và con giáp này đã được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong những thời gian tới đây. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày là ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với Hợi thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng người cầm tinh con Hợi thường là những người nghiêm túc tỉ mỉ và có nhãn quan cũng tin tưởng. Họ là người luôn có tham vọng cao, không ngừng nỗ lực vươn lên. Dù họ sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu thốn như thế nào, nhưng con giáp này vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn luôn khát khao thay đổi cuộc đời của chính mình. Và theo tử vi cho biết thì trong 3 ngày tới, tức là bắt đầu từ ngày 12, ngày 13 và ngày 14 tháng 10, thì với con giáp người tuổi Hợi này là người có tài vận vượng khá phát, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.
Họ vốn sẵn có một năng lực, lại luôn có quý nhân phù trợ nên thăng tiến rất nhanh chóng. Với người tuổi này cũng phải nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó thì những người tuổi này đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Và con giáp người tuổi Hợi đầu tư cũng rất dễ sinh lời, tiền bạc trong túi họ cũng dồi dư hơn trước. Đây là một trong những thời điểm mà con giáp ôm hết tiền của thiên hạ vào nhà mình, có thể vét sạch ví của thần tài trong những thời gian này. Và từ đây thì cuộc sống sung sướng, an nhàn, hưởng thụ là thuộc về con giáp người tuổi Hợi này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về thần tài chống lưng và ba con giáp làm ăn khấm khá, đã giàu lại càng giàu hơn, tiền vàng bát ngát tiêu mãi cũng không hết, giàu sang nổi danh cả tỉnh lẫn tiền. Trong 6 ngày tới, tức là từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 về dương lịch này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Dần. Theo các chuyên gia trong phong thủy thì năm nay là năm tuổi của những người tuổi Dần, nên họ sẽ có một hạn thái tuế với con đường công danh sự nghiệp cũng như là cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, cũng đòi hỏi tuổi Dần phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được những thành tựu. Tuy nhiên thì trong 6 ngày tới đây chính là những thời điểm mà tuổi Dần được thần tài ưu ái bù đắp lại cho những khó khăn của họ gặp phải những khoảng thời gian giữa năm nay. Và theo tử vi của 12 con giáp dự đoán là người tuổi Dần sẽ có rất nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện. Do đó, muốn có một cuộc sống sung túc dư dả mà nhiều người ao ước thì người tuổi Dần nhất định phải biết nắm bắt những cơ hội này thật tốt. Hãy tận dụng những khoảng thời gian này thì may mắn có thể là thực hiện dễ dàng và suôn sẻ hơn, có thể mở rộng làm ăn, gặt hái thêm nhiều thành quả mới. Và con giáp này có thể thay đổi một vận trình một cách tốt đẹp ở trong công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, với những mối làm ăn khá tốt, tiền bạc chắc chắn sẽ tăng cao. Và theo tử vi dự đoán của 12 con giáp dự đoán lại rằng với người tuổi Dần là người chắc chắn sẽ có những cơ hội thuận lợi trong công việc, bởi vì họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh chắc chắn là phát tài và phát lộc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 6 ngày từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người cầm tinh con giáp Tuất là người rất rộng lượng ở trong các cư xử với người khác. Họ cũng là người sống lý trí nên cư xử rất khéo léo, không dễ làm mất lòng ai. Với cách cư xử điềm đạm và khôn khéo mà con giáp này thường xuyên được lòng những người xung quanh và để lại những ấn tượng tốt cho các mối quan hệ lần đầu gặp gỡ. Và theo tử vi dự báo rằng trong 6 ngày thì người tuổi Tuất sẽ đón nhận rất nhiều may mắn, đón đợi họ sẽ là một điềm báo thăng quan tiến chức, đặc biệt là con đường tài lộc của người tuổi Tuất phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi và những khó khăn trước đó sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Với những người làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi mà hoàn thành tốt mọi công việc. Còn người làm công ăn lương thì có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nhìn chung với túi tiền của người tuổi Tuất ngày càng rủng rỉnh. Và từ giờ đến cuối năm thì bản mệnh có thể thoải mái trong việc mua sắm các món đồ thiết yếu cho gia đình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 6 ngày từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi của 12 con giáp thì đặc điểm nổi bật của người tuổi Tý đó là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ là con giáp giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. Với bản mệnh luôn không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống ấm no,
Và theo tử vi học có nói thì 6 ngày tới con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, cuộc sống dần dần viên mãn hơn rất nhiều. Đặc biệt là về mặt tài chính thì người tuổi Tý cũng phải nên chuẩn bị nâng cấp bản thân từ bây giờ để khi những cơ hội tới có thể dễ dàng sẵn sàng nắm bắt và đón một cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Ngoài ra thì người tuổi Tý này sẽ gặp được quý nhân và người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp cho Tý giải quyết những khó khăn còn đang tồn đọng và tạo những điều kiện giúp người tuổi Tý xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền với thực hiện ước mơ bấy lâu nay họ chưa làm được. Với người tuổi Tý vốn đã có trí thông minh, tài giỏi và họ không bao giờ bỏ qua bất cứ những cơ hội tốt nào. Vì vậy mà họ có khả năng cuối năm nay sẽ nhà xe có đủ. Với người tuổi Tý chắc chắn sẽ làm được những việc này bởi vì Tý cũng thuộc con giáp thông minh tài giỏi và họ thường không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt nào. Chính vì vậy mà những khả năng cuối năm nay họ có đủ nhà xe là như vậy. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.